Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Giật mình trước tác hại của 9 loại rau ăn hàng ngày mà ít ai biết đến. Tác hại khó lường của 9 loại rau hay ăn hàng ngày. Rau ngót, rau mùng tơi, rau muống hay rau mùi là những loại rau được dùng thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, ít ai biết được những loại rau tưởng an toàn này lại vẫn ẩn chứa những hiểm họa cho sức khỏe nếu dùng không đúng cách. 1. Rau ngót gây sảy thai. Rau ngót có công dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, tốt cho phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, nếu phụ nữ đang mang thai, ăn nhiều rau ngót sẽ dễ dọa sảy thai và sảy thai do kích thích co bóp của dạ con. Ngoài ra, rau ngót còn cản trở sự hấp thụ canxi và phốt pho gây mất ngủ, kém ăn. 2. Rau mùng tơi gây nguy cơ phát triển sỏi thận. Rau mùng tơi có chứa hàm lượng axit oxalic cao, nếu liên kết với sắt và canxi sẽ khiến cơ thể khó hấp thu các chất dinh dưỡng. Người mắc bệnh sỏi thận không nên ăn rau này vì chứa nhiều purin, khi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, tăng nguy cơ phát triển sỏi thận. 3. Rau muống sống có thể gây khó tiêu, dị ứng, đau bụng. Một loại ký sinh trùng sán lá ruột lớn tên là Paciolopis burski phổ biến trên rau muống có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau sống hoặc nấu chưa chín. Ký sinh trùng này có thể neo mình vào thành ruột gây khó tiêu, dị ứng, đau bụng. Các triệu chứng nhẹ có thể gây biến chứng nặng dẫn đến tử vong. 4. Cải xoăn có hại cho những người mắc bệnh thận. Các chất goitrogenic trong cải xoăn có thể ảnh hưởng đến những người có tuyến giáp không lành mạnh. Hơn nữa, cải xoăn có chứa oxalat, chất có hại cho những người mắc bệnh thận. 5. Bí đao không tốt cho những người bị sỏi thận. Bí đao là loại rau củ chứa nhiều khoáng chất, dầu chất, xơ và vitamin. Tuy nhiên, bí đao chứa 41 dư lượng thuốc trừ sâu và hầu hết chúng gây rối loạn hormone. Ngoài ra, chúng cũng chứa oxalat không tốt cho những người bị sỏi thận. 6. Ăn nhiều rau má khiến làm tăng cholesterol, tiểu đường, nhức đầu, gây sảy thai. Rau má có tính hàn nên dễ gây đầy bụng, tiêu chảy. Ăn nhiều sẽ khiến làm tăng cholesterol, tiểu đường, nhức đầu, gây sảy thai. Rau má làm giảm tác dụng của thuốc tiểu đường, thuốc hạ cholesterol, thuốc cảm lạnh và ho. 7. Rau mùi ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của đàn ông. Nếu phái mạnh ăn nhiều rau mùi sẽ làm hao tổn tinh khí, đổ mồ hôi trộm, mệt mỏi, gây ức chế cơ thể sản sinh testosterone, gián tiếp diệt con giống, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của đàn ông. 8. Rau răm. Rau răm có thể gây hại nếu ăn nhiều và thường xuyên, sẽ sinh nóng rét, giảm tinh khí, tổn thương đến tủy. Đàn ông ăn nhiều rau răm sẽ kém cường dương tráng khí, chân huyết sẽ khô đi, phụ nữ có thể mất chu kỳ kinh nguyệt. 9. Ngải cứu. Ngải cứu có công dụng như giảm đau đầu, đau cơ, nhuận tràng, nhưng dùng nhiều thần kinh trung ương sẽ bị hưng phấn quá mức dẫn tới tình trạng chân tay run rẩy. Ngoài ra, sự ảnh hưởng tới thần kinh sẽ dẫn đến các bệnh hay quên, ảo giác và tổn thương não. Chúc các bạn sử dụng rau ăn đúng cách và an toàn. Tác hại không ngờ của rau ngót khiến bạn phải thót tim. Tuy là món rau xanh bổ dưỡng rất thích hợp cho người già và trẻ nhỏ, nhưng rau ngót vẫn tiềm ẩn một số tác dụng phụ mà nhiều người không ngờ tới. Rau ngót nổi tiếng là thực phẩm giàu chất đạm, cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin và muối khoáng, canxi, phốt pho, vitamin C. Tuy nhiên, rau ngót không lành 100% với tất cả mọi người. Tuy rằng ít có tác dụng phụ, nhưng trong một số trường hợp, nếu dùng không đúng cách và không đúng đối tượng, rau ngót cũng gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là 3 tác dụng không mong muốn khi sử dụng nhiều rau ngót. Rau ngót là thực phẩm giàu chất đạm, cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin và muối khoáng, canxi, phốt pho, vitamin C. Cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho, ngoài việc hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, glucocorticoid là kết quả của quá trình trao đổi chất của lá rau ngót, có thể gây cản trở cho quá trình hấp thụ canxi và phốt pho. Nó cản trở cả hai vi chất này trong chính lá rau ngót cũng như trong thực phẩm khác ăn kèm. Gây mất ngủ. Tại Đài Loan đã có báo cáo rằng trong những người uống nước ép rau ngót 150g từ 2 tuần đến 7 tháng đã xảy ra tác dụng phụ như có triệu chứng khó ngủ, ăn uống kém đi và khó thở.
Tuy nhiên, những triệu chứng này biến mất sau một ngày ngừng tiêu thụ nước ép rau ngót. Theo tờ Sriana, quá trình đun sôi cũng có thể làm giảm những tác dụng phụ trên. Nghi ngờ rau ngót dễ gây sảy thai, rau ngót là một thực phẩm giàu dưỡng chất rất bổ ích cho mọi người, đặc biệt là đối với phụ nữ. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai thì các món ăn từ rau ngót lại được cảnh báo nguy hiểm nếu sử dụng nhiều. Trong rau ngót tươi có chứa hàm lượng papaverin cao gây hiện tượng co thắt cơ trơn tử cung, khiến chị em rất dễ sảy thai. Cho đến nay, những nghiên cứu khoa học chưa có nghiên cứu nào chỉ ra tác hại của rau ngót với thai kỳ. Tuy nhiên, trong rau ngót tươi có chứa hàm lượng papaverin cao gây hiện tượng co thắt cơ trơn tử cung. Hiện tượng này lại khiến chị em dễ sảy thai. Chính vì vậy, thai nhi, đặc biệt là với những thai phụ có tiền sử sảy thai liên tiếp, đẻ non, thụ tinh trong ống nghiệm nên hạn chế ăn rau ngót, đặc biệt là uống nước rau ngót sống liều cao. Phụ nữ mang thai bình thường thỉnh thoảng vẫn có thể ăn một ít rau ngót luộc hay nấu canh. Tuy nhiên, phải chọn những loại rau ngót sạch, tươi để tránh ngộ độc thực phẩm. Khi nấu phải đun sôi, nấu kỹ để đảm bảo an toàn. Chế biến rau ngót đúng cách. Rau ngót mua về cần rửa sạch nhiều lần nước, ngâm nước muối khoảng 15 đến 20 phút để hạn chế chất độc hại. Để giữ được các chất dinh dưỡng chứa trong rau ngót, khi chế biến các bà nội trợ nên để nguyên lá, không vỏ nát rồi rửa lại, bởi như vậy sẽ mất hết dinh dưỡng. Nếu muốn rau ngót chín nhanh và ăn mềm hơn thì trước khi nước sôi, bạn chỉ nên vỏ sơ và cho vào nấu vừa chín. Lưu ý, bạn nên chọn rau ngót có lá mỏng nhưng cứng, tuyệt đối không nên mua lá rau ngót dày, mềm hoặc lá xoăn lại, bất thường. Đó có thể là rau ngót dư thừa lượng thuốc bảo vệ thực vật. Không được ăn cà chua theo 5 cách sau. Cà chua là một loại thực phẩm phổ biến trong số các loại rau củ quả mà chúng ta ăn hàng ngày, nhưng không phải cứ ăn cà chua là sẽ bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Màu đỏ của cà chua cho thấy hàm lượng vitamin A trong cà chua rất cao. Trung bình 100g cà chua chín tươi sẽ đáp ứng được 13% nhu cầu hàng ngày về vitamin A, vitamin B6, vitamin C. Ngoài các vitamin B1, B2, cà chua còn rất giàu các chất vi lượng như canxi, sắt, kali, pho-pho, magie, nickel, cobalt, iô, các axit hữu cơ dưới dạng muối, glutat, malat. Chính nhờ các yếu tố ấy mà cà chua được xem là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Sắc tố lycopene có trong cà chua, đặc biệt là ở vỏ, cùng với beta carotene được xem là những chất chống oxy hóa mạnh, vừa ngăn chặn tế bào ung thư, vừa chống sự hình thành của các cục máu đông trong thành mạch máu. Lycopene còn có tác dụng chống thoái hóa hoàng điểm, từ đó làm giảm mù lòa. Cà chua là một loại rau rất bổ dưỡng và lành mạnh, có tác dụng tăng cường sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa và điều trị bệnh suy nhược, chống nhiễm trùng. Nhưng không phải cứ ăn cà chua là sẽ bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cà chua là một loại rau rất bổ dưỡng và lành mạnh. Dưới đây là 5 lưu ý khi ăn cà chua. Thứ nhất, không ăn cà chua và dưa chuột cùng một lúc. Tại sao không nên ăn cà chua và dưa chuột cùng một lúc? Lý do là bởi vì dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa leo. Thứ hai, không nên ăn cà chua khi bạn uống thuốc chống đông máu. Cà chua chứa rất nhiều vitamin K. Tác dụng chính của vitamin K là giúp tác cho sự tổng hợp của prothrombin và coagulin trong gan. Vì vậy, nếu bạn ăn cà chua khi dùng thuốc chống đông, nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của các loại thuốc này. Thứ ba, không nên ăn cà chua khi đói. Cà chua có chứa một lượng lớn các chất làm xe xa hỏa tan, sẽ phản ứng với axit dạ dày và đông vào cục u không hỏa tan. Những khối u này có thể ngăn chặn các môn vị của dạ dày, dẫn đến đau bụng và khó chịu. Cà chua chứa rất nhiều pectin và nhựa phenolic và các thành phần khác giống như trong quả hồng vàng. Khi ăn cà chua lúc đói, những chất này có thể dễ dàng phản ứng với axit, hình thành các cục không hòa tan, gây ảnh hưởng đến dạ dày khiến khó chịu. Dạ dày phải tiêu thụ những chất này có thể gây ra đau bụng, nôn mửa và thậm chí là sốc. Do vậy, tuyệt đối không nên ăn cà chua lúc đang đói. Thứ tư, không ăn cà chua xanh chưa chín.
Cà chua xanh chưa chín có chứa số lượng lớn các yếu tố alkaloid, khi tiêu thụ nhiều sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm nhiều hơn. Các triệu chứng ngộ độc sau ăn cà chua xanh thường là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác, thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng. Các chất độc hại trong cà chua có tên là alkaloid sẽ giảm dần và sẽ biến mất trong cà chua chín đỏ. Do vậy, bạn tuyệt đối không nên ăn cà chua xanh chưa chín. Thứ 5, không ăn cà chua nấu kỹ. Nếu cà chua đã được nấu chín trong một thời gian dài, dinh dưỡng và hương vị ban đầu của nó sẽ bị mất. Ngoài ra, nếu bạn ăn cà chua đã bị mất hết chất dinh dưỡng, có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, đó là rất nguy hiểm đối với cơ thể con người. Cà chua là một loại rau bổ dưỡng có chứa lycopene, vitamin C. Do vậy, nếu bạn chú ý và tránh các điều cấm kỵ trên khi ăn cà chua, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Cách bảo quản cà chua. Cà chua có hàm lượng vitamin A cao, được sử dụng nhiều vào việc chế biến, làm tăng hương vị và màu sắc món ăn. Muốn giữ chúng được lâu hơn, bạn có thể làm một trong hai cách sau. Cách 1, chọn quả chín vẫn còn cứng, vỏ bóng, rửa sạch rồi hấp chín. Khi chúng đã chín mềm, bạn bỏ ra để nguội, nghiền thật nhuyễn rồi lọc bỏ hột, đem cà chua đun lên sền sệt là được. Nhớ bỏ vào một chút muối và cho vào chai, đun một ít mỡ thật sôi để nguội rồi đổ lên miệng chai. Cách này có thể để được cà chua quanh năm. Cách 2, chọn những quả chín vẫn còn cứng, đỏ bóng, đem rửa sạch để khô ráo và xếp lần lượt từng lớp vào trong lọ to hoặc chung vại. Cứ một lớp muối, một lớp cà, đậy lọ lại cho kín, bảo quản ở những nơi thoáng mát. Với cách này, bạn có thể giữ được cà trong một tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.